Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Tuyến metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Trong đó có 9 nhà ga trên cao, từ ga Tân Cảng đến ga Đại học Quốc gia được làm thêm cầu đi bộ kết nối hành khách từ hai bên xa lộ Hà Nội và đường Võ Nguyên Giáp. Việc này giúp người dân có thể lên xuống ga dễ dàng, an toàn. Đồng thời, đây cũng là hướng thoát hiểm chính của nhà ga trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại nhà thầu đang xây dựng 7 trên 9 cầu bộ hành, trong đó đã hoàn thành lắp dầm bê tông, cốt thép tại các ga khu công nghệ cao, Bình Thái, Rạch Chiếc. Mời quý vị và các bạn cùng mình xem các hình ảnh tiến độ của các cây cầu này. Tại ga Tân Cảng là nhà ga trên cao lớn nhất của tuyến, cầu bộ hành đang được thi công ép cọc, đổ bê tông bệ trụ, đã lên được một trụ cầu. Tuy nhiên trụ cầu phía giáp với cầu Sài Gòn khá thấp, nên mình vẫn mơ hồ về phương án kết nối băng ngang chân cầu Sài Gòn của nhà ga này. Bạn nào biết thì hãy comment ở bên dưới cho mình và mọi người cùng được biết nhé! Đi qua cầu Sài Gòn là sẽ đến nhà ga An Phú, tuy nhiên ở ga này việc thi công chưa có dấu hiệu nào lớn nên mình không quay lại. Tiếp đó là ga Thảo Điền. Tại ga này thì cầu bộ hành đã thi công lên được một số trụ cầu, đang chuẩn bị đổ bê tông một trụ khác. Ga Rạch Chiếc có vị trí nằm ngay dưới chân cầu Rạch Chiếc thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức, nằm gần nút giao thông ngã ba Cát Lái, nơi có lưu lượng giao thông vô cùng lớn. Ngoài ra trong tương lai, gần nhà ga sẽ là khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc. Việc có cầu bộ hành sẽ giúp người dân sử dụng metro di chuyển an toàn hơn. Tại ga này cầu bộ hành đã gác dầm được 3 đoạn, còn một đoạn ở giữa cũng sẽ được gác dầm trong vài ngày tới. Tại đây hôm vừa rồi thi công gác dầm xảy ra sự cố, đã khiến xa lộ Hà Nội và cầu Rạch Chiếc kẹt xe kinh hoàng vào buổi sáng. Theo kế hoạch, sẽ tiếp tục lắp đặt dầm ngang tại ga Rạch Chiếc và xây dựng hoàn chỉnh mái kiến trúc các ga đã lắp đặt dầm. Dự kiến tất cả cầu đi bộ sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2024 để kịp thời hoàn tất các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu đưa tuyến metro số 1 vào vận hành chính thức từ tháng 7 năm 2024. Phía bên kia cầu Rạch Chiếc thuộc phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức là ga Phước Long. Ga nằm gần cảng Trường Thọ Đồ Sộ. Trong tương lai, khu cảng Trường Thọ được quy hoạch trở thành trung tâm thương mại, tài chính của thành phố Thủ Đức. Vì vậy ga Phước Long là một ga rất quan trọng trong quy hoạch giao thông tại đây. Hiện tại các trụ cầu đã lên hết và sẽ được gác dầm trong thời gian tới. Ngoài việc thi công cầu bộ hành, thì một đoạn song hành xa lộ Hà Nội cũng đã được thi công, giúp thông tuyến đường song hành này.
Tiếp đến là ga Bình Thái, nằm gần ngã tư Bình Thái, thành phố Thủ Đức, gần đó là tuyến vành đai 2 sẽ đi qua nếu được khép kín. Cầu bộ hành nhà ga cũng có tiến độ xây dựng ổn định. Hiện tại chỉ còn một đoạn dầm ngắn chưa được lắp, ngoài ra đã lắp xong dầm cầu và bê tông mặt cầu, các công nhân đang thi công khung thép cho mái che. Ngoài ra, để tăng thêm tính kết nối và tiện nghi cho người dân đi tàu metro số 1, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đã tính toán xây dựng thang máy cho cầu đi bộ, đồng thời kết nối các trạm chờ xe buýt, bổ sung thêm bãi đậu xe tại chỗ lên xuống cầu đi bộ. Cuối cùng là nhà ga khu công nghệ cao, nằm tại cổng khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Nhà ga này là nhà ga có tiến độ thi công cầu bộ hành nhanh nhất. Đã gần như lắp xong phần mái che, chỉ còn các công việc như lắp lan can, hệ thống chiếu sáng và trang trí bên trong cầu. Theo các bạn, với tiến độ như hiện tại và hai nhà ga chưa được triển khai thi công là ga Đại học Quốc gia và ga Thủ Đức, thì chính cây cầu bộ hành này có kịp được đưa vào sử dụng khi metro hoạt động hay không? Hãy để lại ý kiến phía bên dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!